Tiền đạo người Iran, Sakda Asmau là cái tên mới nhất bất ngờ gia nhập câu lạc bộ AS Roma theo tiếng gọi từ Jose Mourinho. Nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Sakda Asmau đã bay đến Rome, thủ đô nước Ý, trong ngày 25 tháng 8, chuẩn bị thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng theo diện cho mượn với AS Roma từ câu lạc bộ Bayer Leverkusen, kèm điều khoản mua đứt với giá 12 triệu euro. Câu lạc bộ Fulham ở ngoại hạng Anh đã liên hệ với Sakda Asmau, nhưng cầu thủ này chỉ muốn gia nhập AS Roma theo tiếng gọi từ huấn luyện viên Mourinho, Fabrizio Romano cho biết. Những cuộc nói chuyện giữa Jose Mourinho và Sakda Asmau chính là chìa khóa thuyết phục cầu thủ 28 tuổi người Iran này gia nhập AS Roma, Fabrizio Romano chia sẻ. Câu lạc bộ AS Roma vẫn còn trống suất cầu thủ ngoài châu Âu, do tiền vệ Leandro Paredes, người Argentina, đã chơi cho Juventus mùa trước nên không có tên trong danh sách này. Vì vậy, Sakda Asmau đã được Jose Mourinho lựa chọn. Chân sút người Iran từng ghi đến 62 bàn trong 104 trận khi thi đấu cho câu lạc bộ Zenit St. Petersburg, Nga. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang Bayer Leverkusen tại giải Bundesliga, Đức, cầu thủ này chỉ ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo thành bàn sau tổng cộng 44 trận. Sakda Asmau có lịch sử chấn thương và thể chất không hoàn hảo, thường xuyên nghỉ thi đấu từ khi chuyển đến Bayer Leverkusen. Bên cạnh đó, khả năng anh sẽ thi đấu cho đội tuyển Iran tại vòng chung kết Asian Cup vào đầu năm 2024, khiến giới cổ động viên AS Roma tỏ ra lo ngại. Theo tờ Sport Italia, Sakda Asmau đã trấn an cổ động viên AS Roma khi vừa đến Rome rằng anh sẽ không thi đấu ở Asian Cup đầu năm 2024. Ngoài ra, chấn thương của ngôi sao này cũng đã bình phục hẳn và sẽ tập luyện ngay sau khi hoàn tất hợp đồng với AS Roma. Sự có mặt của Sakda Asmau giúp Jose Mourinho có thêm phương án trên hàng công. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục hy vọng ban lãnh đạo AS Roma chiêu mộ thêm một tiền đạo thực thụ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, với hai mục tiêu đang theo đuổi là Duvan Zapata từ Atalanta hoặc Romelu Lukaku từ Chelsea.